Đây là Nguyễn Văn Me, 41 tuổi ở ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ngày 17 tháng 6 năm 2018, Me vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2018, sau khi uống rượu say, Nguyễn Văn Me nhớ lại chuyện mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Bết, là mẹ ruột của Me, 73 tuổi, nên cầm cây đòn gánh bằng gỗ dài gần 1,3 mét rồi kiếm chuyện chửi. Me xô đẩy làm bà Bết té xuống đường, xây sát nhẹ. Lúc này, chị Trần Thị Huyền Trân, 26 tuổi, ở cùng địa phương, chạy xe máy ngang qua, thì được bà Bết nhờ chở giúp mình về cầu phủ thờ ông bà Thới. Khi chị Trân chở bà Vết đi được khoảng 4 mét, thì Me chạy theo, dùng cây đòn gánh đánh vào tay chị Trân, làm chị và bà Vết té xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, Me tiếp tục chạy đến dùng hung khí đánh chị Trân, làm chị gãy tay. Sau đó, chị Trân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 13%. Hiện vụ việc đang được công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.